tầng quan trọng khi hệ vi sinh đường ruột được giữ cân bằng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tầm quan trọng của cân bằng hệ vi sinh đường ruột và vì sao hệ vi sinh đường ruột lại tác động nhiều đến sức khỏe tiêu hóa và sức khỏe tổng quát của chúng ta. Nào, hãy bắt đầu nhé! 1. Chức năng chuyển hóa. Khi hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, nó có một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa của cơ thể, chẳng hạn như góp phần tổng hợp vitamin và axit amin. Hệ vi sinh đường ruột giúp tổng hợp các loại vitamin quan trọng, cung cấp năng lượng và duy trì sức khỏe cho cơ thể. Ngoài ra, chúng còn góp phần tổng hợp các axit amin thiết yếu cho sự phát triển và duy trì cơ bắp, tăng cường sức khỏe cơ thể. Hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Hệ vi sinh đường ruột có vai trò to lớn trong việc hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thu thức ăn, đặc biệt là tiêu hóa các chất bột đường, giúp duy trì sự cân bằng dinh dưỡng. 2. Tác động lên hệ trục thần kinh, tiêu hóa. Không chỉ hỗ trợ chức năng chuyển hóa, hệ vi sinh đường ruột còn có những tác động đến hệ trục thần kinh, tiêu hóa, như tác động đến quá trình giải phóng hormone. Hệ vi sinh đường ruột tham gia vào quá trình giải phóng hormone, các chất trung gian dẫn truyền thần kinh giúp điều hòa những căng thẳng và lo lắng trong cuộc sống hàng ngày. Vai trò trong cảm giác thèm ăn. Hệ vi sinh đường ruột cũng có ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn, giúp duy trì sự cân bằng dinh dưỡng của chúng ta. 3. Chức năng bảo vệ và hỗ trợ miễn dịch. Cuối cùng, hệ vi sinh đường ruột đóng vai trò to lớn trong việc bảo vệ và hỗ trợ hệ miễn dịch của chúng ta. Cụ thể, chúng giúp cơ thể của chúng ta chống lại tác động có hại của vi sinh vật gây hại tại đường ruột, giữ cho niêm mạc ruột luôn trong tình trạng toàn vẹn. Tăng cường tác động bảo vệ. Hệ vi sinh đường ruột cũng tăng cường tác động bảo vệ thông qua việc kích thích hệ miễn dịch, giúp cơ thể chúng ta phòng thủ với các yếu tố có hại từ bên ngoài. Như vậy, hệ vi sinh đường ruột không chỉ là một phần của hệ tiêu hóa, mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và duy trì sức khỏe tổng quát của chúng ta. Hãy chủ động chăm sóc sức khỏe tiêu hóa và sức khỏe cho hệ vi sinh đường ruột bằng cách tiêu thụ một lượng đầy đủ chất xơ mỗi ngày, bao gồm cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Bên cạnh đó, việc sử dụng các thực phẩm bổ sung lợi khuẩn đường ruột chất lượng cao cũng giúp xây dựng và duy trì một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Hãy chia sẻ những thông tin khoa học bổ ích đáng tin cậy này đến người thân, bạn bè và đội nhóm của bạn để cùng nhau chúng ta sống cuộc sống tốt nhất của chính mình.